Em đây là cái máy mà đang chạy render cái bản của cái chị Anh Thư bên Mỹ, cái nhẫn Victory phiên bản cải tiến. À, chúng ta đợi cái file này nó chạy, nếu bình thường là chạy rất nhiều tiếng đấy. Sản phẩm của tôi, cái máy của tôi chạy hết tầm khoảng 3 tiếng. Đây là phòng. Hôm nay thì chắc khả năng là có một cái gì đặc biệt, chúng ta sẽ làm việc không liên quan đến đá quý nữa, một cái sản phẩm khác nó cũng hay, cũng quý và tôi nghĩ nó mang tính tâm linh nhiều hơn. Tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một chút nữa, sẽ giới thiệu nhá, quay cho anh chị cái đoạn video về sản phẩm này. Và đây là một cái loại gỗ rất là quý hiếm, hiện tại bây giờ gần như nó cũng gần như tuyệt chủng rồi đấy, nó cũng gần tuyệt chủng rồi, nhưng mà nó không được thương mại nhiều, tại vì là nó không có đủ khối lượng để thương mại. Ví dụ như những cái xưởng lớn chúng tôi thì một tháng tôi chỉ thu về khoảng 30-40 kg thôi, nhưng mà để những cái sản phẩm mà làm được cho anh chị để ra hình như này ấy, thì cũng không có nhiều. Nó liên quan đến vấn đề là nó phải đủ độ lớn và đủ độ nạc. Ok, anh chị theo video nhé để xem chúng ta đang nói về sản phẩm nào. Hello, rồi chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Vàng Tài Hy Phạm. Đây là một video được quay vào ngày mùng 1 âm lịch, vào một tháng tháng 4. Hôm nay thì chương trình mang tính tâm linh, ngày mùng 1 đi, tôi sẽ quay cho anh chị một số cái đặc thù tâm linh nhé. Đây là cái khu vườn của tôi, đang nuôi chim và trồng hoa. Hôm nay chúng ta sẽ làm việc với một cái loại đá, loại gỗ thật là quý, rất hiếm. Anh chị dõi video nhé. Hôm nay mùng 1 hoa nở các bác ạ. Rất nhiều hoa, hôm nay nhà tôi nở nhiều lắm. Phong lan. Đây nữa này. Hôm nay tầm khoảng 10 giò nở. Đây nữa các bác này. Đấy. Và cả đây nữa. Đây có 3 giò đang nở. Cái này đang trúng chím hoa này. Cái này thì nở rồi này, cái này đang nở, mùng 1 nhá. Bọn chim thì nó chuẩn bị ra khỏi tổ rồi, đứng đèn đầu hết rồi này. Hôm nay vui. Ô, bay 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 bay. Bay rồi, bay rồi. Con ngơ ngác lần đầu ra khỏi tổ nhá, mình đến nó sợ quá nó chạy ra ngoài. Rồi vào ổ nhá, nay chưa phải ngày ra giàng đâu. Tôi sẽ quay cho chị xem cái sản phẩm này trước khi tôi nói chuyện về nguồn gốc nhé. Đây là những nét chạm tay hoàn toàn anh chị ạ. Ở đây chúng ta có một cái bức gọi là mai điểu. Mai điểu thì đây, những bông mai đây. Nghĩa là con mai điểu là cánh mai và con chim ấy. Thì cái này để làm gì ạ? Cái này để trưng bày, nó là tay nghề thợ, tay nghề tương đối cao. Và sắp tới thì khả năng tôi sẽ tham gia thêm vào cái thị trường này. Tôi sẽ có thể đây, anh chị có thể nhìn thấy ở trên cái cánh hoa ấy, nó có cái những cái nhấp nhánh đúng không? Anh chị biết là cái gì không ạ? Đây, những cái nhấp nhánh này. Đấy là cái tinh dầu nhá, tinh dầu nó đi ra. Và đây là một loại gỗ rất là quý, hoàng đàn tuyết của Lạng Sơn, hữu lũng Lạng Sơn. Và những cây này thì gần như nó tuyệt chủng rồi. Con này là
cùng với tự đàn của Ấn Độ thì đây là một trong những cái loại đại, đại gỗ mà trong tâm linh rất là đặc biệt. Mùi vị của nó thì nó sẽ như là sâm, anh chị ngửi và nó thơm như sâm luôn. Và sắp tới thì tôi sẽ có một cái kế hoạch là tôi sẽ khảm đá quý và vàng lên trên những cái sản phẩm này. Và những cái sản phẩm này thì có hai mục đích. Một là chúng ta sẽ sử dụng để trưng bày, và thứ hai là sử dụng trong vấn đề tâm linh nhé. Anh chị có thể để lên để hiếu kính bề trên. Ví dụ tôi sẽ làm những cái bức vinh quy bái tổ chẳng hạn, để hiếu kính bề trên nhé. Thế thì đó, anh chị, tôi sẽ sang một tác phẩm tiếp theo nhé. Tác phẩm tiếp theo, cái này cũng bắt đầu lên tuyết rồi. Cái tuyết sợi của nó sẽ rất là nhấp nhánh, anh chị nhìn thấy không ạ? Đây đặc thù riêng của loại gỗ hoàng đàn này, hoàng đàn tuyết, và rất là thơm, thơm lắm ấy. Nếu mà anh chị để cho phòng kín, khi chị mở ra thì nó sẽ ngào ngạt mùi luôn. Và giá trị của những cái sản phẩm này thì chủ yếu là đến từ từ tay nghề thợ thôi. Tại vì khối lượng cái cân cân về giá tiền của loại gỗ này ấy, thì nó sẽ dao động từ khoảng 6 đến khoảng 12 triệu một kg. Thế nhưng mà cái tay nghề thợ mới quan trọng đục ra những cái tác phẩm này, và đặc thù ấy, cái hàng loại này này là chúng ta không được đánh bóng. Tại vì nếu đánh bóng thì nó sẽ bít mất cái lỗ tinh dầu ấy, thì nó sẽ không ra mùi. Cũng như là ngọc am cũng vậy, không được đánh bóng, chúng ta chỉ làm thô thôi. Thì ở đây trên tay tôi đang là hai tác phẩm, và anh chị có thể thấy, tôi để gần nhé, anh chị có thể thấy là màu sắc nó sẽ khác nhau. Thì ở đây theo thuật ngữ chuyên ngành ấy, thì anh chị có thể thấy là nếu anh chị nào hiểu về đề gỗ ấy, thì đây là một loại hàng chìm và đây là hàng nổi. Hàng chìm nghĩa là tinh dầu nó nhiều, rất nhiều, nó màu đen này, tinh dầu sẽ ra ra chậm nhưng mà ra rất là dày. Hàng nổi này thì tinh dầu ra nhanh, thì cái này nếu mà thả xuống nước thì cái này sẽ chìm xuống nước, cái này sẽ nổi trên nước. Đấy là do cái tỷ trọng do cái lượng dầu có trong sản phẩm nhé. Và hai tác phẩm là thì tương đối đắt tiền, thì tôi cho anh em thợ nghệ nhân anh em chạm trước hai tác phẩm này để tôi trưng bày tại văn phòng Tahigem. Thế còn tôi sẽ có những cái tác phẩm khác, hôm nay ngày mùng một mà, thì có những tác phẩm liên quan đến Phật giáo tôi sẽ quay cho anh chị riêng trong đoạn phần sau của video nhé. Và những cái tác phẩm kiểu như này thì tôi sẽ nhận đặt hàng cho anh chị, đặt hàng riêng làm cũng custom luôn, thợ sẽ làm cái yêu cầu của anh chị từng chi tiết một, thậm chí có bạn phát thảo trước. Đây anh Hải có thể quay rõ được những chi tiết này không? Thơm như là sâm. Và đây là một mặt sau nhé, tôi mở mặt sau cho chị xem. Đây là một cái thô luôn, rễ hoàng đàn. Cái miếng này là khối lượng tịnh của nó, cái là khối lượng khô của nó là 1,2 kg và rất là lớn. Thông thường cái rễ hoàng đàn anh chị biết đấy, và anh chị nào mà chơi hoàng đàn ấy thì nó chỉ được khoảng 6 cm là rất lớn rồi. Thế nhưng cái bản gỗ này rất là to, bản gỗ này lên đến khoảng 7 phân rưỡi, là một trong những cái bản gỗ lớn nhất mà trong cái lô hàng của tôi đang có, rất là đẹp. Rồi ok, chúng ta hãy quay vào văn phòng và chúng ta hãy xem thêm một số sản phẩm nữa nhé. Ở đây thì tôi có thêm một tác phẩm nữa, đó là một cái khay. Ở khay này thì nếu mà thoạt nhìn thì anh chị nhìn nó sẽ rất giống những cái khay mà đang bán 5-7 triệu ngoài thị trường, tại vì nó hình ảnh. Thế nhưng mà nếu anh chị nhìn kỹ thì tác phẩm của chúng ta nó là một tác phẩm siêu nhỏ, những chi tiết cực kỳ bé luôn, những cái bé như mảnh như sợi tóc luôn anh chị ạ, rất là nhỏ luôn, như sợi tóc luôn, cực kỳ bé. Và đây là một cái tác phẩm cũng rất là đắt tiền, người thợ mất 8 tháng làm công làm tay liên tục để tạo ra sản phẩm này. Cái này là tôi được nhượng lại của một đại gia ở Nam Định. Tác phẩm rất hay, tôi cũng chưa quay lên để giới thiệu cho anh chị bao giờ. Từng chi tiết của con chim rất là bóng. Ở đây thì tôi rất là khó lấy cái màu của nó. Vậy đây là chai đỏ, ốc đỏ. Nó rất nhiều màu, anh chị nào mà đến văn phòng tôi thì anh chị đều được chiêm ngưỡng rồi.
Cái này để làm gì ạ? Cái này để tôi sử dụng để tôi vận chuyển đá quý từ từ trong kho ra bàn cho anh chị nhé. Một cái tác phẩm này trị giá khoảng 1 cây vàng. Rất là đẹp. Tung cái đề tài mai điểu thì tôi có thêm một cái sản phẩm nữa, cái bình vẽ tay tiện khoe cho chị luôn, trước tôi đã từng quay rồi. Ok, bây giờ thì mời anh chị theo tôi, chúng ta sẽ vào để xem chúng ta còn những cái gì ở trong cái nội dung này nhá. Chúng ta có rất nhiều thứ rất là hay ho đấy. Ok, anh chị theo tôi nhá. Chỉnh nhá, ở đây tôi đang có rất nhiều những cái mặt Phật. Đây, ví dụ tôi lấy một cái mặt này đi. Anh chị có thể thấy là những cái màu trắng cái này với gỗ hoàng đàn nhé, thì đây không phải là mốc nhé, đây là tinh dầu nó kết tinh lại, nó bay lên và nó kết tinh lại những cái sợi, anh chị nhìn này, những cái sợi và cái tinh chỗ này ấy là nó đem lại mùi thơm. Như tôi mở cái này ra là nhà tôi thơm ngát luôn. Thì ở đây tôi có những một số cái hình ảnh hàng chạm để cho anh chị xem. Đây là Phật A Di Đà này, mặt sau này. Thì cái này thì anh chị có thể bọc vàng, và anh chị không cần bọc gì cả, anh chị để vào trong một cái hộp kính để lên cái phần thờ tự của anh chị nhá. A Di Đà này, anh nhìn, anh chị nhìn thấy các cái tinh thể của nó này. Đây là loại gỗ đặc biệt nhất trong các loại gỗ mà tôi từng biết. Tinh thể rất là óng ánh. Cái này để đeo cổ cũng được. Nếu mà nhưng mà đeo cổ thì nó sẽ, những cái tinh thể này nó sẽ bị rơi ra, tại vì nó bám lên trên mặt gỗ không phải là chắc chắn. Nhưng mà cái mùi thơm, vì đây là một cái loại gỗ tâm linh anh chị ạ. Đấy, đẹp không? Có, tôi xem, tôi sẽ đưa qua một số bức cho anh chị xem nhé. Đây này, này. Thơm lắm. Đấy, duy nhất đây có một ông Di Lặc phủ kín tuyết luôn. Cụ này thì đang mọc, tuyết đang lên. Thơm thật, thơm dã man. Anh chị xem kênh Vàng Tay Phạm nhiều rồi, anh chị sẽ biết đây là những vị Phật nào rồi đúng không? Chiếc Phật lực trên ngực này. Mặt gỗ sau là mặt nó cũng mọc tuyết hết đấy, nói chung là mọc bốn xung quanh. Hai màu. Tất cả những cái cây hoàng đàn tại huyện Lũng Lạng Sơn thì đều được khai thác trong núi đá, và cái bộ phận mà người ta dùng được nó là rễ hoàng đàn, nó chỉ bằng đây thôi. Thì trong cái đoạn video sau, bạn Hải bạn ấy sẽ cho anh chị xem cái hàng thô nhé. Đấy, thì là một số cái, còn đây là một số cái khánh mà bên thợ của tôi đã làm sẵn để làm cái đeo ô tô. Bức Phật đem lại may mắn cho anh chị. Cái này thì nó tùy theo một số người thôi, có người thì không thích đeo cái gì ô tô, có người thì đeo cái này thì rất là thơm. Thì tôi cũng sẽ để một vị Phật ở trên ô tô để lấy cái vị mùi thơm, và thứ hai là cũng đem lại sự may mắn. Đấy, tôi cũng dành một cái cho tôi nhá. Số sản phẩm xem cho anh chị xem lại. Cái này là tôi giới thiệu anh chị về cái vấn đề là cái loại gỗ quý thôi. Và cái sản phẩm thực của nó là những cái sản phẩm cao cấp mà tôi sẽ khảm vàng và kim cương lên thẳng gỗ luôn, những cái tác phẩm mà tôi quay cho chị ngoài kia ấy là tác phẩm đặc biệt, còn đây là những cái tác phẩm nhỏ dành với cá nhân, còn cái kia là dùng để trưng bày. Anh chị nào mà biết về hoàng đàn thì có thể cho tôi thêm một số thông tin ở phía dưới nhá. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.
bức huyết long đang trên mặt em đây, đèn xuyên qua đấy. Rồi, chắc hẳn là xem video em đây thì rất nhiều chị thắc mắc là ô Thái ơi, thế thì không thông báo cái giá cả sản phẩm đúng không? Chỉ tôi xin phép thế này nhá, cái loại sản phẩm này là một trong những cái chương trình mới mà bên Tahe Game của tôi sắp sửa tiến hành, thì cái giá trị chính của nó là những cái tác phẩm mà lớn như anh chị vừa xem ở ngoài kia. Còn những cái tác phẩm như thế này, những cái sợi dây chìm như này, à trong đây tôi nói thêm nhé, có hai loại gỗ nhé, cũng là hoàng đàn, nhưng mà đây là hai loại khác nhau. Ví dụ đây là một cái màu sắc chị nhìn khác nhau không, càng đậm thì tinh dầu càng nhiều và khi thả xuống nước thì nó sẽ chìm xuống. Thế còn cái hàng nhẹ thì nổi lên trên và giá trị hàng chìm đắt gấp đôi giá trị hàng nổi nhá. Và cái giá trị chính để tôi bán là những cái tác phẩm ở ngoài kia. Đây là tác phẩm chính sẽ là những cái này, những sản phẩm này, những cái sản phẩm này thì ví dụ như cái này đi. Cái tác phẩm này thì bây giờ đầu tay đấy, gọi là sản phẩm đầu tay của văn phòng, thì cái này khả năng là tôi sẽ giữ lại này, tôi để tôi trưng bày. Nhưng mà những tác phẩm này thì sẽ giao dịch cũng không đáng bao nhiêu cả. Nói chung là so với đá quý của tôi thì nó về mặt vật chất thì nó không có nhiều, nó chỉ tương đương với một cái viên kim cương cỡ tầm khoảng 4,5 ly thôi. Thế thôi, bằng một viên đá anh chị đeo trên tay thôi, hoặc thậm chí bằng một cái viên sapphire nhỏ thôi. Đấy, ví dụ như cái sản phẩm này thì có thể giao lưu cho anh chị với giá khoảng 16 triệu này, khoảng 16 triệu chạm tinh xảo. Mà tôi nhắc lại, những cái sản phẩm này hoàn toàn phải làm mộc nhé, không được làm bóng, tại vì làm bóng nó sẽ bít mất cái lỗ tinh dầu đó. Thế còn tác phẩm này tôi xin phép tôi giữ lại nhé, sản phẩm này tôi đang để lại vì là một trong những cái khúc hoàng đàn rất là lớn và rất là khó tìm, và thứ hai nó là một cái hàng chìm thì tôi muốn để lại văn phòng cũng như là một cái chấn tủ ấy, tôi để lại để tôi chơi. Rồi, thế còn những cái tác phẩm này thì sao ạ? Những cái bức tượng Phật nhỏ này sao? Thực ra những tượng Phật nhỏ này mục đích là gì? Mục đích thì về mặt giao dịch thương mại thì tôi không có nghĩ tới, và thường tôi sẽ tặng kèm theo những cái tác phẩm lớn này nếu anh chị có ý định đặt hàng. Đấy, thì đây là mang tính tâm linh mà. Thế còn nếu mà cái này nếu chi phí mà sản xuất cho anh chị cái này thì chắc là sẽ rơi vào tầm khoảng 2 triệu cỡ đấy. 2 triệu một bức. Và chúng ta sẽ có thể bọc vàng lên để chúng ta đeo, hoặc chúng ta để thẳng cái này luôn. Tôi sẽ có những cái hộp để cho anh chị, khi mà tôi biếu tặng anh chị thì có những cái hộp kính, mặt kính để anh chị để trưng bày nhá. Ok. Thế còn đây có những cái sợi dây như này nữa, thì cái này rất là thơm. Thực ra tôi nghĩ là chỉ cần một sợi dây này thôi để trong phòng của anh chị, nếu mà anh chị để tĩnh trong một tối, hôm sau anh chị mở ra thì anh chị thấy nó thơm ngát cái phòng ấy luôn. Rất là xịn. Hoàng đàn, cái này cũng là hàng chìm luôn. Cái này thì tôi cũng chỉ có một dây thôi, còn chi phí sản xuất của nó chắc là cỡ tầm khoảng 4-5 triệu gì đấy, tôi cũng chưa tính, nhưng mà chắc tầm đó. Thế còn là những cái loại mà hàng hạt, mà cái loại như này này, màu trắng cái này này, thì sẽ rất là rẻ, chi phí sẽ rẻ hơn một nửa cái này. Thơm cực kỳ luôn. Ok, xin chào tạm biệt anh chị, và chúc anh chị một tháng mới thật nhiều niềm vui và may mắn nha. Xin chào tạm biệt. Rất hy vọng là cái chiến dịch lần này của chúng tôi sẽ thành công, và tôi sẽ cung cấp cho anh chị những cái loại quý hiếm nhất để về cho anh chị trưng bày và anh chị hiếu kính lên các vị mà anh chị tín ngưỡng nha. Ok, xin chào và tạm biệt anh chị.